Các bạn đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp của Trần Dân. Mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện của tác giả dòng ngữ Ma Thiên Tiền Truyện qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 24 Hung Đạo Thiên Thường ban chủ thấy vậy thì chắp tay nói có những lời này của chư vị thượng mộ cũng an tâm Chỉ cần chúng ta đồng tâm hợp lực đại sự tất sẽ thành công Mọi người đều đã hạ quyết tâm đương nhiên sẽ không còn do dự nữa Đều xoa tay tỏ vẻ là đồng ý Dù sao thì cơ hội rời khỏi hung đạo hiểm ác này Chính là ước mơ bấy lâu nay của bọn họ Chuyện đêm nay nói tới đây thôi Sau khi đội thuyền ô mọc của triều đình tới Ba bang chúng ta sẽ thương lượng kế hoạch cụ thể Thượng ban chủ đứng lên chậm rãi nói Mọi người nghe vậy thì đều đáp ứng Ngoài ra những chuyện tối nay Hy vọng là các vị giữ bí mật Bởi tin hung đảo sắp chìm Còn chưa tới thời điểm để công bố Nếu không sẽ gây ra đại loạn Chờ tới thời cơ thích hợp Ta sẽ nói rõ với tất cả toàn bang Nếu để ta phát hiện ra Có người nào lộ ra tin này Thì đừng tránh thượng mổ tầm hoàng thủ lạc đây Thượng Ban chủ lạnh lùng nói Mọi người xung quanh im lặng một chút rồi mới đồng ý, sau đó lần lượt rời khỏi sân động. Liễu Minh đi ra ngoài, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua như tràn cả vào phổi của hắn, làm trong lòng của hắn chợt có cảm giác lạnh như băng. Mặc dù thượng ban chủ không nói rõ, thế nhưng hắn vẫn đoán được một phần, sợ rằng những ban chúng bình thường sẽ trở thành vật hy sinh trong đợt cướp tàu này mà hắn cũng không có ý thay đổi chuyện gì cả. Dù sao thì một thiếu niên 13-14 tuổi như hắn tới tính mạng của mình còn chưa chắc đã giữ được thì sao còn dám nói tới người khác chứ? Liệu Minh thở phào một hơi như muốn ném đi tâm trạng bị kìm nén nãy giờ, cất bước đi về phía trước. Màn đêm đen kịch, nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ thân hình của hắn. Trong nhảy mắt, thời gian đã qua một tháng. Gần đây, phủ trừ châu bỗng nhiều việc hẳn lên đặc biệt là lâm đại nhân tri phủ trừ châu càng bận rộn hơn vừa kiểm kê tình hình thuế trong năm vừa sắp xếp nha môn chuẩn bị đón tiếp khâm sai triều đình thậm chí còn cho người sửa sang lại đường xá cẩn thận mọi việc đều là một cách chu đáo phủ trừ châu là một tòa thành nhỏ nằm ở phía đông nước đại quyền có câu trời ở cao hoàng đế ở xa bình thường cũng chẳng có ai thèm lui tới. Cũng may mà cách Trừ Châu hơn 100 dặm có một tòa hung đảo chuyên giam giữ những kẻ cùng hung cực ác. Hàng năm đều có người đưa lương thực tới để tiếp tế, có cơ hội cho phủ Trừ Châu làm quen với người của triều đình. Chờ mãi mới tới dịp, vậy nên tri phủ đại nhân đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, hy vọng mình sẽ được triều đình coi trọng. Có cơ hội đi đề bạc thăng chức đây cũng là một trong số đạo làm quan mà tri phủ trừ châu hiểu rõ nhất đứng giữa đám nha sai trên bến cảng đông trừ châu vẫy vẫy tay với hai chiếc thuyền ô mọc đi tới hung đảo lâm tri phủ bận rộn mấy ngày cuối cùng cũng thở được một hơi năm nay người dẫn đội đưa lương thực là từ giai người này chính là thân tín của tả tướng nếu có thể kết giao với y để y nói tốt với tả tướng mấy câu thì lo gì ta không được thăng chức chứ lâm tri phủ âm thầm nghĩ xem sau khi mà đội tàu trở về sẽ đặt quan hệ như thế nào với từ giai đây từ cảng Trừ châu tới hung đảo khá xa nếu thuận bườm xuôi gió cũng mất tới hai mươi mấy ngày vậy nên một lần cả đi cả về cũng phải ngót hai tháng thời gian lâu như vậy xem ra cũng đủ để Lâm Tri Phủ chuẩn bị ổn thỏa mọi việc rồi. Nghĩ vậy, y liền lên kiệu, vội vàng trở về phủ. Trên mặt biển, hai chiếc thuyền rộng được làm từ ô mọc đang chậm rãi hướng về hung đảo. Trên thuyền treo một lá cờ thiêu mấy chữ quyền kinh màu vàng sóng động. Trong khoang thuyền chất đầy những túi lương thực màu xám và dài cái túi nhỏ tản ra vị thuốc nhàn nhạt hai chiếc thuyền này chính là thuyền ô mộc nổi tiếng của phủ Trừ Châu, chở đội ngũ dần lương 5 năm một lần của nước đại quyền đến hung đảo. Trên mỗi chiếc thuyền có chừng 50 người, người nào người nấy đều cường tráng cao lớn, mặc áo giáp đen, hông đeo đại đao, khuôn mặt lạnh lùng như những tướng sĩ đã trải qua hàng trăm trận chiến. Trên đầu chiếc thuyền bên trái có một đại hán cao hơn một trượng, người này không mặc giáp, chỉ mặc một tấm giáp nhẹ vai khoác một chiếc áo choàng rộng thần sắc bình tĩnh thế đứng trầm ổn bộ dáng độc lập ngạo nghễ chính là đội trưởng của đội ngũ kia từ đại nhân thuyền đã đến gần hung đảo rồi một binh sĩ tới báo với đại hán áo đen phía trước thuyền ô mọc có thể thấy một hòn đảo nhỏ mờ mờ truyền lệnh xuống giảm tốc độ giới nghiêm ở mức cao nhất đại hán áo đen lạnh lùng ra lệnh hai chiếc thuyền ô mọc dần dần đến gần hung đảo, tốc độ càng ngày càng chậm xuống. Càng tới gần hòn đảo, nước biển càng đen hơn, giống như một loại dầu đặc dính. Con thuyền đi tới giống như là đi vào đầm lầy, không biết là ai phát hiện thuyền ô mọc sẽ đi qua vùng biển này nữa. Ô mọc là một loại gỗ khá hiếm thấy, thường có tiền cũng không mua nổi, những gia đình giàu có kiếm được một chút gỗ này cũng chỉ dám chế tác một số vật trang trí quý trọng trong nhà mà thôi. Cũng chỉ có triều đình mới có thể chế tạo được chiếc thuyền ô mọc lớn tới vậy. Thế nên vì người bình thường không thể đi vào hung đảo nên triều đình mới yên tâm đưa trọng phạm tới nơi này. Thuyền lại gần hung đảo, sắc mặt của mọi người đều cực kỳ nghiêm trọng, không dám tùy ý đi lại Đương nhiên họ đều biết nước biển ở bên dưới nguy hiểm tới mức nào. Lúc này đứng trên thuyền đã có thể nhìn rõ dáng hòn đảo đen kịch giống như là một con hải thú đang lười biến nằm trên biển vậy. Nhìn vào ven bờ thấy bóng dáng nhiều tù phạm đang nhìn về hướng hai chiếc thuyền. Trong mắt tràn ngập hưng phấn. Đội tàu dẫn lương đã đến rồi. Có người không kìm lòng được kêu lên những người còn lại nghe vậy cũng hoan hô liên tiếp đối với những tù phạm trên hung đảo này thì đội tàu từ bên ngoài tới dù chỉ là tàu vận lương của triều đình cũng đủ làm cho bọn họ có chút hồi ức về thế giới ngoài kia hầu như tất cả mọi người đều đi tới bờ biển bà bàn đã cho người dựng lên mấy cái liều nhỏ những thế lực khác cũng tụ tập lại nhưng đứng ở phía xa nhìn vào nơi trú quân của mình nhị bàng trên mặt đất gác những chiếc giá đỡ bên trên treo rất nhiều những chiếc túi gia thú trong đó là dược liệu gia thú xương thú có thể trao đổi với triều đình chỗ này vốn dĩ là một cồn cát không ngờ cũng bị nước biển nhấn chìm rồi không phải tất cả mọi người đều mừng rỡ hoàng tam ngồi trên một tảng đá quan sát địa hình xung quanh sắc mặt có chút khó coi nước biển đã xâm lấn vào đây rồi cứ đà này chỉ sợ không lâu nữa Thì cốt lâm cũng ngập trong nước biển mất Dù lần này có đổi được lương thực Thì xem ra cũng chẳng thể kiên trì được bao lâu nữa Một nam tử trung niên cục tay thở dài nói Lời nói của hai người Làm những kẻ nghe được cũng lo sợ bàn tán với nhau Một bầu không khí trầm trọng Dần dần lẫn át tâm trạng tươi vui vừa rồi Ô! Tiểu tử Liễu Minh đâu rồi? hoàng tam quét mắt qua đám người thầm nghĩ những biến hóa trên đảo này liệu minh đã nói với hắn mấy lần hoàng tam biết hắn là người trong đội săn bắn bình thường cũng đi lại nhiều trong đảo thế nên lúc này muốn hỏi ý kiến của hắn tiểu tử kia không biết chạy đi đâu nữa rồi ánh mắt của hoàng tam nhìn kỹ trong đám người khi không thấy bóng dáng của liệu minh thì cũng chẳng để tâm lại ngồi xuống lần nữa dưới một cái liều đơn giản thượng ban chủ mệnh nhị ban độc nhãn long hạt pha đường ban lão giả họ dân bách độc ban đang đứng cùng một nơi xung quanh ngoài mấy người tâm phúc thì những ban chúng bình thường đều đứng khá xa thuyền ô mộc cuối cùng cũng tới rồi hai vị ban chủ đã thuyết phục tin anh trong ban chưa lão giả họ dân vội vàng hỏi đương nhiên rồi thượng ban chủ nhẹ nhàng nói độc nhãn long cũng gật đầu tốt bây giờ chúng ta hãy hành động theo kế hoạch thành bại chỉ ở lần này mà thôi lão giả họ dân thở nhẹ ra một hơi ba người liếc nhau một cái bỗng nhiên đứng lên ra khỏi căn lều đứng trên một nơi cao thượng ban chủ liếc chu phó ban chủ một cái y lập tức hiểu ý đi ra ngoài trong chốc lát tất cả bang chúng ba bang đều được triệu tập lại chuyện gì vậy bang chúng ba bang thấy ban chủ của mình sắc mặt nặng nề đứng cùng với nhau thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay ở đây, tất cả mọi người trên hung đảo đã tụ tập lại. Ba bà, bàn chúng ta có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Thượng ban chủ tiến lên trước một bước, giọng nói to, rõ, truyền ra bên ngoài. Chắc hẳn là các vị cũng đều thấy được, hiện nay hung đảo thay đổi rất nhiều. Nước biển đã xâm nhập vào sâu trong đất, trong đất liền cũng xuất hiện nhiều hồ nước lớn, thậm chí nhiều nơi còn thấy những khe nứt cực lớn ở trong đất. Ba bang, mệnh nhị bang, bách độc bang, hạt pha đường bang chúng ta đã triệu tập nhân thủ điều tra tình hình các nơi trên hung đảo thì đưa ra một kết luận làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Đó là hung đảo này đang từ từ chìm xuống. Không bao lâu nữa, hung đảo sẽ chìm xuống đáy biển vừa nghe tới đây bàn chúng phía dưới liền chấn động các thế lực khác đứng đằng xa cũng giật mình kinh hãi trên hung đảo này không có ai là kẻ ngu cả xung quanh nơi đây đều là nước đen thuyền không nổi được một khi chìm xuống sẽ có hậu quả như thế nào mọi người đều hiểu rõ thượng ban chủ việc này đã xác định chưa vậy một tên bàn chúng mệnh dị bang rung giọng hỏi còn các bang chúng hai bang còn lại đều đưa mắt nhìn về hướng bang chủ của mình. Việc này hoàn toàn là thật, nếu còn có chút hy vọng thì chúng ta cũng không tin vào chuyện này đâu." Lão giả họ Dân trầm giọng nói. Gần ngàn bang chúng ba bang vừa nghe lời này thì sắc mặt đều tái nhợt. Thay đổi gần đây trên hung đảo, đương nhiên là bọn họ cũng biết, cũng có sợ hãi. Lúc này lại nghe câu khẳng định của ba vị ban chủ làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Tình hình đã như vậy, ba ban chúng ta đã thương lượng với nhau. Đều cho rằng lúc này muốn sống thì chỉ còn cách cướp lấy thuyền ô mộc của triều đình trong đợt giận lương này mà thôi. Hơn nữa, một khi cướp được thuyền ô mộc thì chúng ta vẫn còn cơ hội để trở về với thế giới bên ngoài. Lão giả họ dân thấy phản ứng của đám đông bên dưới liền nói tiếp mọi người đang tuyệt vọng thì nghe thấy câu này của lão giả họ dân tinh thần liền chấn động giống như thấy một chút hy vọng nhỏ nhoi đúng rồi bây giờ cũng chỉ còn cách này mà thôi phải liều mạng lúc này mọi người cũng không kịp nghĩ nhiều đều ào ào hét lên những tiếng đồng ý thấy cảnh này ba người thượng ban chủ liền nhìn nhau cười đầy thầm ý thuyền ô mọc của đội dẫn lương đã sắp cập bến rồi tất cả mọi người hãy sẵn sàng chiến đấu hơn nữa trong lúc này ta nghĩ bà bà chúng ta hãy dứt bỏ toàn bộ ân quán khi xưa đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua ải này bang chủ độc nhãn lòng nhìn về hướng thượng bang chủ và lão giả hội dân đúng đúng vậy lời này của độc nhãn huynh rất có lý thượng bang chủ trầm ngâm một chút rồi lập tức lớn tiếng đồng ý Lão già hội dân cũng khẽ gật đầu. Các bàn chúng còn lại thấy cảnh này thì đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên những tia mừng rỡ, bởi ân quán khi xưa so với sinh tử tồn vong trước mắt quả là không đáng để nhắc tới. Hơn nữa, nghĩ tới đội ngũ vận lương lúc trước cũng chỉ đến chừng trăm người, còn số tù phạm trên đảo này đã lên tới mấy ngàn người. Vậy cho nên chuyện đoạt thuyền ô mọc là cực kỳ có khả năng Nghĩ vậy, khí thế của mọi người trong phút chốc đã lên cực cao. Dân bang chủ quá là mưu trí hơn người. Bây giờ ta hạ lệnh, tất cả các bang chúng mệnh nhị bang từ nay về sau đều nghe theo lời của dân bang chủ. Thượng bang chủ nói to với những người bên dưới. Độc Nhãn Long cũng hạ lệnh với bang chúng hạt pha đường bang. Lão giả họ dân gật đầu, lập tức triệu tập nhân thủ, phân phát vũ khí và sắp xếp mọi chuyện các thế lực còn lại trong đảo cũng bị lão giả hội dân ép buộc gia nhập. Bọn họ chỉ có hơn 200 người, đương nhiên không dám đối đầu với gần ngàn người của ba ba chút nào. Hơn nữa, dựa vào tình hình hiện nay thì các thế lực này cũng không muốn khoanh tay chịu chết. Vậy cho nên cũng không có bao nhiêu kháng cự cả. Lão giả họ dân quá là người có tài cán, chỉ trong một thời gian ngắn, lão đã sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ cho hơn ngàn tù phạm ở trên đảo, ngay ngắn rõ ràng, không chút rối loạn. Sâu trong rừng rậm nơi bờ biển, gần 300 phạm nhân ẩn nấp ở đây. Ai nấy đều cầm vũ khí trong tay, mắt nhìn qua rừng cây, quan sát kỹ hai điểm đen đang từ từ tới gần. Hoàng Tam cầm một cái trường thương bằng xương thú, ngồi xổm ở giữa đám băng chúng bách độc bang cười khổ một tiếng. Y là đại phu, gần như chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Thế nên trong hoàn cảnh này cũng chẳng còn ai quan tâm tới Y cả. Liều mạng thôi, sống nhiều năm như vậy ở hung đảo này cũng đủ lắm rồi. Hoàng Tam có chút bi thương nghĩ, ánh mắt nhìn đám người xung quanh. Lão giả dạ hội dân chia đám người ba ban ra thành mấy đội nhỏ, thế nên trong nhóm này Hoàng Tam cũng chẳng quen biết ai cả không biết cái tiểu tử Liễu Minh đang ở đâu rồi thân thủ của hắn tốt như thế nhất định có thể sống sót trong lòng Hoàng Tam đột nhiên nhớ tới Liễu Minh lúc này trên bờ biển ban chủ đọc nhãn bang đang dẫn theo hai trăm ban chúng đứng chờ ánh mắt nhìn chăm chú vào hai chiếc thuyền ô mọc đang từ từ đi tới lúc này khoảng cách từ thuyền ô mọc tới Hung Đảo chỉ còn hơn mười dặm bọn họ đã có thể thấy bóng những binh sĩ lờ mờ đứng trên thuyền. Độc Nhãn Long hít một hơi thật sâu, đôi mắt mau chóng bình tĩnh lại. Càng lại gần hung đảo, thuyền ô mộc đi càng chậm. Mãi tới nửa canh giờ sau, hai chiếc thuyền mới từ từ cập bờ hung đảo. Bình lính ở trên thuyền lập tức thả neo. Ngay sau đó, đại hãng áo đèn liền dẫn theo mấy chục binh sĩ mặc giáp dày nhảy xuống so sánh với mấy người này đám người đứng phía sau độc nhãn long quần áo rách rưới tóc tai bù xù ánh mắt tham lam nhìn về hướng hai chiếc thuyền tránh ra tránh ra mấy giáp sĩ tiến lên rút bội đao bên hông đẩy đám người lùi về sau cung nên đại nhân quan lâm hung đảo thấy đám người trên thuyền nối đuôi nhau đi xuống ban chủ độc nhãn long liền dẫn mấy tên thủ hạ bước tới trước cuối người làm lễ với đại hán áo đen ngoại trừ độc nhãn long và mấy người sau lưng của y những người còn lại đều đứng im tại chỗ nhưng không hiểu chút nghi thức xã giao nào đại hán áo đen đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi mới quay lại nhìn độc nhãn long dùng giọng ra lệnh nói người chính là người quản lý trên hung đảo này sao sao lại chỉ có mấy người như thế theo tin báo thì các ngươi có tới gần cả ngàn người cơ mà khởi bẩm đại nhân một năm trước trong đảo của thiên tai vô số độc trùng dị thú cuồng bạo lên đã tiêu diệt hai bang còn lại vậy cho nên bây giờ trong đảo chỉ còn ngần này tù phạm mà thôi Độc nhãn lòng cúi thấp đầu cung kính đáp Hừ. trong mắt đại hán ao đen hiện lên một chút khinh miệt y cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi còn đám tù nhân trên đảo này dù có chết sạch cũng chẳng có quan hệ gì đến y cả cái y lo là lần này tới đây để thu về bao nhiêu vật liệu xương thú quý hiếm mà thôi quan thất đại quyền luôn rất hứng thú với những đặc sản ở trên hung đảo này nếu không thì đường đường một tâm phúc của tả tướng như y sao lại tới nơi khỉ ho cò gáy này làm chuyện xui xẻo này chứ sự tình ở trên đảo ta không khoảng, mau đưa những vật quý hiếm trên đảo ra đây đại hán áo đen lạnh lùng nói Độc Nhãn Lòng nhìn về sau một cái, dùng tay lên, mấy tù phạm liền lấy những thảo dược quý hiếm và các loại xương thú dâng lên. Đây là một chút lễ mọn, mời đại nhân xem qua. Độc Nhãn Lòng nói, gương mặt cười tủm tỉm, thò tay vào trong ngực, lấy ra một gói nhỏ, hai tay dâng lên. Một giáp sĩ phía sau thấy vậy thì đi lên trước một bước, cầm lấy bao giải, mở ra kiểm tra, rồi mới đưa cho đại hán ao đen đại hán kia mở ra đôi mắt chợt sáng bên trong là dài cây thuốc tuy có phần héo rũ thế nhưng vừa nhìn đã biết không phải là vật thường ngoài ra còn có một hạt châu đỏ rực lớn cỡ quả trứng gà xem ra giá trị cũng không thấp tốt coi như người biết điều đấy đại hán áo đen không chút khách khí cất bao giải đi sắc mặt có phần hòa quảng nói Chúng ta đã chuẩn bị chút rượu và thức ăn Đều là đặc sản ở trên hung đảo này Mời các vị đại nhân thượng tọa Vừa để giải tỏa mệt nhọc mấy ngày nay Vừa để chúng ta chậm rãi nói chuyện có được không ạ à? Độc Nhân Long nở nụ cười Tay chỉ một căn lều ở bên bờ biển Được Nể tình ngươi biết lễ Ta sẽ đổi một cây thuốc Hoặc một tấm da thú với một túi lương thực Người đâu Đưa lương xuống đại hán âu đen không thèm nhìn đọc nhãn long xoay người nói với mấy tên giáp sĩ trên thuyền thả lương thực đám người ở trên thuyền hô to mấy tiếng từng túi lương thực được chuyển xuống đám tù phạm sau lưng của độc nhãn long thấy thế thì nhao nhao tiến lên chen tới chiếc thuyền lương đội giáp sĩ bên cạnh thuyền lập tức đứng thành hàng ngang rút đao chỉ vì hướng đám tù phạm trong mắt tràn ngập sát khí làm cho bọn họ không dám tới gần nữa đưa những người này đi dám can đảm tới gần thuyền ô mộc nửa bước giết không tha đại hán áo đen lạnh lùng nói độc nhãn lòng nhướng mày dung tay lên người phía sau lập tức lui qua một bên đại hán áo đen có phần thả lỏng hất cầm một cái giáp sĩ trên chiếc thuyền còn lại cũng thả lương thực xuống đồng thời lại có người đi tới đếm số tài liệu mà độc nhãn lòng mang ra đúng lúc các giáp sĩ đang vận chuyển lương thực thì đột nhiên nơi rừng rậm cạnh bờ biển truyền tới mấy tiếng động soạt soạt, một loạt mũi tên bắn ra cắm xuống các giáp sĩ đang xách lương thực. "Địch tập kích rồi!" tiếng ai đó gầm lên, các binh sĩ vận lương lập tức đại loạn. Thế nhưng bọn họ đều là người có kinh nghiệm, vậy cho nên phản ứng cũng cực nhanh lập tức rút đại đao bên hồng, qua lên chắn những mũi tên đang bay tới bảo vệ khuôn mặt bởi trên người bọn họ đều là giáp nặng vậy cho nên không sợ cung tiễn chút nào người người dám tấn công hộ vệ của triều đình à đại hán áo đen ánh mắt như điện tràn ngập sát khí nhìn về hướng độc nhãn long giết lúc này trong mắt của độc nhãn long không còn chút cung kính nào y quát lạnh một tiếng hơn 200 tù phạm phía sau liền lấy ra các loại vũ khí đánh tới. Tên ở trong rừng rậm bắn ra cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có mấy giáp sĩ gần đó bị bắn trúng đầu, hét thảm một tiếng rồi ngã xuống. Tên như mưa bắn xuống lớp áo giáp vang lên những tiếng len keng rơi đầy trên mặt đất. Giết! Sau một mũi tên bắn ra, trong rừng chợt chạy ra một đội nhân mã khoảng 3-400 người cầm trong tay các loại vũ khí đơn giản tấn công người trên thuyền ô mọc lại một tiếng kêu vang lên sau ngọn núi chợt chạy ra một đám tù phạm lên tới ba bốn trăm người nhân mã hai bên lại thêm hai trăm tù phạm sau lưng của độc nhãn long đều ào ào tiến lên bao dây thuyền ô mọc có mày phục lấy thần cơ nó đại hán ao đèn thấy tình hình cũng không có chút hoảng loạn y hét lớn một tiếng tai đảo một chút liền lấy ra một thanh loan đao hình trăng quyết liền hạ ra. Hai trăm người sau lưng của độc nhãn long cách thuyền ô mọc gần nhất thì lập tức giọt lên. Đại hãng áo đèn dùng tay loan nguyệt đao trong tay của y liền biến ra mấy đạo tàn ảnh che kính trước người. Chỉ thấy nơi cổ của năm tù phạm chạy ở phía trước hiện ra mấy vết đỏ. Một khắc sau, cái đầu gã bay ngay lên trời, máu phun cao tới mấy thước. Đại hãng Âu Đen lại khẽ nhít người, loan đau trong tay tiếp tục bổ xuống, thấy đau như dời non lấp biển, mấy tên tù phạm lập tức kêu thảm, đứt tay, gãy chân, ngã nhào xuống đất. Đại hãng Âu Đen kia vô cùng dũng mãnh, trong lúc nhất thời liền ngăn chặn đám tù phạm kia, làm cho bọn họ đành phải lùi về sau một bước, thế công bị chặn ngang. Đại hãng Âu Đen thấy thế thì lập tức trở về giữa đám giáp sĩ. Trong lúc y tranh thủ thời gian thì gần trăm binh sĩ đã lấy ra một cái nỏ dài. Bên trong đặt 10 mũi tên lấp lóe tinh quang. Bắn tên! Đại hán áo đen ra lệnh. Những tiếng soạt xoạt xoạt Dù số âm thanh xé gió bài tới, ngay sau đó là tiếng cắm vào da thịt và tiếng kêu lên đau đớn của đám tù phạm. Chương 26 Hùng Đạo Thiên bên bờ biển những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên tù phạm trên hung đảo không mặc giáp vậy nên cứ một loạt mũi tên bắn ra là hơn trăm người ngã xuống mùi máu tươi tanh nồng màu chóng lan ra quy lực của thần cơ nỏ mạnh mẽ tới vậy làm trong nhất thời đám tù phạm không dám tiến lên không phải sợ tiếp tục tấn công nếu hôm nay không cướp được thuyền ô mộc chúng ta chỉ còn con được chết thôi Độc nhận lòng không biết vừa chạy đi nơi nào Lúc này y xông ra Trong tay dương một cây trường cung dài tầm ba xích Kéo căng hết cỡ lên Một mũi tên bằng xương thú như sao băng bắn ra Chỉ nghe phập một tiếng Đã cắm thẳng vào ngực một tên giáp sĩ Xuyên thủng cả lớp giáp dày của gã Hơn nữa còn kéo thi thể bay ra phía sau hơn 10 trượng Mới rơi xuống đất Những tên giáp sĩ thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến, có chút kinh hãi với thần lực của độc nhãn long tới cả đại hán áo đen cũng phải giật mình lời của độc nhãn long như búa tạ nện thẳng vào nội tâm toàn bộ các tù phạm làm cho mọi người lại hò hét nâng cao sĩ khí lao thẳng về phía thuyền ô mộc bắn tên đại hán áo đen lạnh lùng ra lệnh từng loạt mũi tên được bắn ra rơi như mưa xuống đám tù phạm đang lao tới đa phần các mũi tên đều rơi xuống những kẻ chạy đằng trước mấy lượt tên bắn ra hơn 200 người đã tử thương quá nữa. Thế nhưng rốt cuộc cũng có mấy chục người lao tới gần cái đám giáp sĩ áo đen. Một màn vật lộn bắt đầu. Đại hạng áo đen thấy cảnh này thì khóe mắt có chút run rẩy trong lòng chợt lạnh đi. Không ngờ y đã đánh giá thấp sự liều lĩnh của đám hung phạm này. Dưới làn mưa tên vẫn còn cố lao tới. Khủng kiếp! Tại sao đột nhiên đám tù phạm này lại không muốn sống nữa thế? Y có phần hối hận về quyết định nhận nhiệm vụ dẫn lương này Thế nhưng dẫu sao cũng không phải là kẻ bình thường Y rất nhanh đã ổn định tâm lý Hạ mệnh lệnh cho đám giáp sĩ áo đen Hơn 100 tên giáp sĩ lập tức chia ra hơn 30 người Rút trường đao kết thành quân trận Bắt đầu chiến đấu với đám tù phạm Những người còn lại tiếp tục bắn tên Áp chế nhóm người hai phía đang chạy tới Trong một khu rừng rậm cách chiến trường chừng mấy trăm trượng, có tầm 6-70 người đang đứng quan sát tình hình bên ngoài. Những người ở đây đều là các cao thủ tinh anh trong bang, kể cả thượng ban chủ và lão giả hội dân hay liễu minh đều có mặt. Kế sách của dân lão quả nhiên là hữu hiệu, chúng ta chia ra ba đường, giáp sĩ của triều đình được cái này thì mất cái kia, chỉ cần có thể áp sát là có thể phát huy ưu thế về mặt số lượng của chúng ta, có điều ta không ngờ là đám giáp sĩ này lại mang theo thần cơ nỏ. Tinh quang trong mắt của thượng ban chủ lóe lên trầm giọng nói. Người của triều đình cũng biết tù phạm trên hung đảo lợi hại. Vì phòng ngừa chúng ta đoạt thuyền cho nên mỗi lần dẫn lương đều phải dùng những hộ vệ tinh nhuệ nhất. Thế nên việc mang theo thần cơ nỏ cũng là bình thường mà thôi. Lão gia hội dân nghe lời này thì trong lòng có chút lăn lân. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì trận chiến nơi bờ biển đã có thay đổi. Sau khi tử thương quá nữa thì hai nhóm tù phạm khác đã dọt tới gần thuyền ô Mộc. Đám giáp sĩ tuy là lợi hại nhưng mà cũng tử thương mười mấy người. Ba bốn trăm tù phạm và bảy tám chục giáp sĩ rốt cuộc đã bước vào giai đoạn đánh giáp lá cà, không còn trợ giúp từ thần cơ nỏ. Vậy cho nên đám giáp sĩ đành rút đao ra nền chiến. Tuy rằng đám hung phạm có nhân số đông hơn Thế nhưng lại rất hỗn loạn Tài dung dậy các loại đau thương cung bổng Không có chút trật tự nào cả Trái lại các giáp sĩ dung trường đao trong tay liên tục bổ xuống Bảy tám chục người kết thành bốn năm trận thế Hỗ trợ lẫn nhau cực kỳ kính kẻ Đám giáp sĩ mặc giáp dày ở trên người Không sợ đao kiếm bổ xuống Vậy cho nên đau thế cực kỳ ác liệt Bất cứ ai xông vào cũng bị chém ra là mấy mảnh nhưng mặc dù vậy, nhân số quá đông của đám tù phạm vẫn là một ưu thế rất lớn. Trong lúc nhất thời, trận chiến đã lâm vào giai đoạn giàn co. Đại hãng áo đen múa tích cây loan đao ở trong tay, bên cạnh không có bất kỳ hộ vệ nào. Thế nhưng, chiến đấu với 10 hung phạm vẫn chiếm ưu thế, đôi mắt thỉnh thoảng vẫn quan sát tình hình xung quanh. mắt thấy đám giáp sĩ không rơi vào thế hạ phong, đại hãng áo đen mới âm thầm thở ra một hơi đúng lúc này thừa dịp đại hán áo đen nhìn sang hướng khác một tên tù phạm lập tức dùng thanh cốt kiếm trong tay về hạ sườn quỳ thanh cốt kiếm chém qua không mang theo chút kình phong nào hiển nhiên đây là một người có tạo nghệ về kiếm pháp khá cao siêu nhất là trên chiến trường này không ai có thể cảm giác được chỉ một lần hô hấp thanh cốt kiếm đã tới gần đại hán áo đen đại hán kia như có mắt sau lưng y chỉ dung tay một bóng kiếm lóe lên phịch một tiếng cốt kiếm đã bị chém đứt đôi đồng thời nơi cổ của tên tù phạm chợt lạnh gã đang định tránh đi thì chỉ thấy trước mắt quay cuồng cái đầu đã bay lên thì ra sau khi đại hán áo đen chặt đứt cốt kiếm lại tiện tay bổ thêm một đao đao phong cực nhanh lập tức chém đứt đầu tên tù phạm kia sau khi giết chết một người đại hán áo đen lại bước ra kéo dài khoảng cách hơn trượng lao ra khỏi dòng dây. Dung đào lên chém giết khắp nơi. Những tù phạm kia vội vàng dung vũ khí trong tay ngăn chặn. Thế nhưng vừa chạm vào loan đào thì lập tức thân mình chấn động lui về sau. Vũ khí trong tay của hai tù phạm yếu hơn lập tức bị chém nát. Một nam tử cầm cốt thương bị đâm một nhát nơi bụng, máu tươi chảy ròng ròng ngã vật xuống đất. Người này chính là Hoàng Tam thần thái trong mắt của y dần dần mờ xuống trong miệng cười nhẹ một tiếng dường như cũng không quá bất bình với kết cục này ngay sau đó cái đầu y nghiêng đi trong phút chốc chút sinh cơ còn lại cũng đã biến mất một người chết đi không làm cho người khác để ý chút nào kể cả đại hán áo đen vừa giết chết y cũng không nhìn thêm một cái mà lập tức chạy ra hướng khác một tiếng suy bén nhọn vang lên là tiếng mũi tên bắn ra trong gió từ khoảng cách hơn 10 trượng, giọt thẳng về hướng đại hán áo đen. Đại hán kia đã bổ ra hơn 10 đao, cảm thấy có phần mệt mỏi nhưng mà loan đao trong tay của hắn vẫn ngăn cản chính xác mũi tên. Phịch một tiếng, mũi tên bị cắt làm hai đoạn. Thế nhưng cổ tay của đại hán áo đen cũng tê rần đi, ánh mắt lập tức quét qua kẻ vừa bắn tên. Chỉ thấy cách đó hơn 10 trượng, độc nhãn long vẫn chưa gia nhập chiến đoàn. Trường cung trong tay dương lên lạnh lùng nhìn qua. Xem ra là lúc này rồi. Ánh mắt của độc nhãn long nhìn qua chiến trường bên kia, thấy giờ phút này số tù phạm trên đảo đã tử thương gần nữa. Chỉ còn không tới 200 người. Còn đám giáp sĩ bên kia cũng chỉ còn hơn 40 người có khả năng chiến đấu. Nếu cứ đánh thế này, e rằng đám tù phạm chết hết, cũng không giết hết được giáp sĩ kia. Chẳng may chúng lái thuyền đào tẩu thì nguy to rồi. Độc nhẫn Long nghĩ tới đây liền quay đầu nhìn một cái. Trong rừng rậm, thượng bang chủ và lão gia hội dân liếc nhau rồi lập tức rút binh khí, hét lớn một tiếng. Tấn công! Giết! Nói xong, hai người liền lao ra phía ngoài. Những người phía sau tiếp tục lao ra như một dòng nước lũ cuốn về phía thuyền ô mọc. Những tiếng hò hét này vang lên làm cho hai phe đang kịch chiến giật nảy mình, động tác trên tay có chút chậm lại. Khi thấy rõ ràng mấy kẻ lao tới thì đám tù phạm hung đảo vô cùng vui mừng, còn gương mặt của đám giáp sĩ bên kia thì chợt đen lại. Sắc mặt của đại hán áo đen tái nhợt đi, y không nghĩ tới hung đảo vẫn còn phục binh. Hơn nữa, nhìn thân thủ của những người này còn hơn xa cái đám tù phạm vừa nãy, xem ra đây mới chính là đám người tinh nhuệ nhất giết tinh thần phe tù phạm được nâng cao sĩ khí tăng nhanh còn đám giáp sĩ thì quay đầu nhìn về hướng đại hán áo đen trong mắt có chút bối rối tất cả mọi người trở về thuyền lập tức lui lại đại hán Âu đen xanh mặt nghiêm vọng hạ lệnh <laughs> muốn đi là đi sao tất cả mọi người lập tức toàn lực cầm chân bọn họ lại chỉ cần kiên trì thêm một lát là có thể cướp được thuyền ô mọc rồi. Độc Nhãn Long cười lạnh một tiếng hô to. Đồng thời y cũng dương cung, một mũi tên xé rách không khí bắn thẳng về phía đại hãng ao đen. Những hung phạm nghe vậy thì phấn khởi quát lên một tiếng, kiệt lực tấn công, cố gắng cầm chân đám giáp sĩ. Trong lòng đại hãng ao đen có chút sợ hãi, y lập tức dùng đao chém lệch mũi tên của độc nhãn long rồi cắn răng một cái lấy từ trong ngực ra một thanh đoạn kiếm đen kịt thanh đoạn kiếm này nhìn có chút cổ xưa lưỡi kiếm hơi cùng nhiều vết rạn vết mẻ ở trên thân đại hán áo đen niệm chú mấy câu thanh đoạn kiếm chợt hiện lên mấy đường dân đỏ rực như máu ngay sau đó y liền đâm mấy kiếm về hướng đám tù phạm Phốc phốc phóc, phóc, phóc. Nơi cổ họng của mấy tên tù phạm gần đó chợt xuất hiện một vết máu, ngay sau đó máu tươi chợt phun ra, đồng loạt ngã xuống đất. Phù khí, luyện khí sĩ. Con mắt duy nhất của Độc Nhãn Long trợn lên, nhìn đại hán áo đen nghẹn ngào hô to. Đại hán áo đen khẽ động, thân ảnh lắc lư, cổ tay liên tục điểm ra các nơi. Chỉ trong chớp mắt đã có hơn 10 tù phạm ngã xuống, những nơi yếu hại đều xuất hiện mấy vết thương nhỏ đám tù phạm xung quanh liều mạng quơ vũ khí trong tay thế nhưng không những không thể làm gì đại hán áo đen mà còn liên tục có người tử vong thấy cảnh này sắc mặt của đám tù phạm chợt tái đi vô thức lùi về sau một bước tuy rằng bọn họ đều là những kẻ không sợ chết thế nhưng thấy công kích quỷ dị như vậy thì cũng có phần lạnh người con người luôn luôn có cảm giác sợ hãi với những thứ không giải thích được bởi chẳng ai muốn chết không rõ lý do cả. Đám giáp sĩ áo đen thấy vậy thì có chút buông lỏng tinh thần. Nhanh, lái thuyền, ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Gương mặt của đại hán áo đen đã tái nhợt, dùng tráng lắm tấm mồ hôi. Xem ra phương pháp công kích này, y cũng không phải là có thể sử dụng tùy tiện được. Thế nhưng, đại hán áo đen vẫn như hung thần, đứng sừng sững chắn trước đám người hung phạm như một bức tường thành không thể vượt qua. Đám giáp sĩ nghe như vậy như tỉnh mộng lập tức chạy về hướng thuyền ô mọc. Chương 27 Hung Đạo Thiên Đột nhiên có một tiếng xé gió truyền tới, đồng thời một vật hình mâm tròn lao qua, xoay tích đập xuống đầu của một tên giáp sĩ gần đó. Tên giáp sĩ này không đeo mũ giáp, còn chưa kịp kêu lên một tiếng, thì đã ngã xuống đất nơi xương sọ còn cắm một mảnh xương thú nhìn giống một loại phi tiêu dạng lớn một kích này làm cho đám giáp sĩ cạnh đó giật mình lúc này rốt cuộc thượng ban chủ và lão giả họ dân mang theo mười mấy người chạy tới cộng thêm gần trăm tên tù phạm còn sống sót lập tức dây quanh lấy đại hán áo đen và hơn ba mươi tên giáp sĩ còn sót lại thấy cảnh này gương mặt của đại hán áo đen tái mét đi trong lòng hiện ra một chút tuyệt vọng. Còn thượng ban chủ và lão giả hội dân lại liếc mắt nhìn nhau rồi cười lên ha hả. Không cần nhiều lời nữa, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, giết toàn bộ những kẻ triều đình này cho ta. Đôi mắt lão giả hội dân ánh lên mấy tia sáng lạnh, đăng đăng sát khí quát. Lão cũng là tù phạm ở đây, lại là người bị đài tới nơi này sớm nhất, quán hận với triều đình cũng sâu nhất thế nên đương nhiên lão muốn giết tất cả những kẻ này. Hãy coi chừng cái tên áo đen kia, đoạn kiếm trong tay của y chính là một kiện phù khí, y chính là một luyện khí sĩ đấy. Độc Nhãn Long nhìn đại hán áo đen một cái, lớn tiếng nhắc nhở. Phù khí. Thượng băng chủ và lão gia hội dân nghe lời này thì thần sắc đại chấn, ánh mắt lập tức nhìn chăm chăm vào đoạn kiếm trong tay của đại hán áo đen. Trong đám người Liễu Minh nghe vậy cũng đưa mắt nhìn y Lời này của Độc Nhãn Long làm cho không ít người chú ý Thế nhưng một tên luyện khí sĩ cũng chẳng thay đổi nổi cục diện hiện tại Giết! Những tù phạm trên đảo hét lên một tiếng đại chiến lại bắt đầu Tuy rằng trong lòng của đại hán áo đen có phần tuyệt vọng Thế nhưng đương nhiên y không cam lòng khoanh tay chịu chết Những giáp sĩ bên cạnh y cũng thế thế nên trận chiến này còn thảm khốc hơn vừa nãy rất nhiều liễu minh cầm một thanh đoạn kiếm thép thân thể vô cùng linh hoạt tránh thoát công kích của đối phương đồng thời tay phải rung lên một cái đoạn kiếm đã bay vụt tới cắm thẳng vào ngực của một tên giáp sĩ có điều tên giáp sĩ này cũng cực kỳ hung mãnh trước khi chết vẫn kịp ném trường đao trong tay về phía đầu của liễu minh thấy vậy thân thể của liễu minh nghiêng đi chỉ thấy lưỡi đao sượt qua mặt gần tới mức hắn có thể cảm nhận được mùi sắt thép mà nó tỏa ra. Tiếp đó, hắn dùng tay rút thanh đoạn kiếm ra. Lúc này tên giáp sĩ áo đen mới chịu ngã xuống. Tình thế lúc này nghiêng hoàn toàn về phe tù phạm. Bên Liễu Minh vẫn còn hơn 60 người, đều là những kẻ mang trong mình một thân tuyệt học, một chọi một cũng chưa chắc đã thua mấy tên giáp sĩ kia. Còn đám giáp sĩ do trận chém giết lúc nãy tới giờ vẫn không còn bao nhiêu thể lực có điều bọn họ vẫn vô cùng ương ảnh không những không lùi bước mà còn có suy nghĩ lấy mạng đổi mạng thế nên muốn tiêu diệt một tên thì đám tù phạm cũng phải trả hai tới ba mạng liệu minh tiếp tục cầm chắc đoạn kiếm gia nhập một trận chiến mới một bóng người bay lên trời rơi ngay trước người liệu minh chính là một tù phạm trên ngực của y có một vết thương rất lớn máu tươi phun ra mau chóng nhuộm đỏ cả nửa người y Lúc này y đã lâm vào tình trạng hít vào nhiều mà chẳng thở ra được bao nhiêu nữa. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy cách đó không xa, đại hán áo đen đang thở dốc, giáp mỏng trên người đã rách tả tơi, nửa người đã đẫm máu. Tuy vẫn cố gắng dung thanh loan đao ra xung quanh, thế nhưng làm cho hắn ngạc nhiên là thượng bang chủ và lão giả họ dân cũng gia nhập vào trận chiến này đây là lần đầu tiên liễu minh thấy thượng ban chủ đồng thủ y sử dụng một thanh trường thương dùng tay đánh ra mấy đạo thương ảnh đâm vào chỗ hiểm trên người của đại hang Áo Đèn còn lão giả họ dân nhìn thì gầy còm như thế nhưng mà khi chém giết thì lại vô cùng dũng mãnh hai tay của lão nắm chặt một thanh búa búa ảnh xé gió tung bay khắp nơi hai người còn lại là ban chúng hạt pha đường bang đều là những người thân thủ bất phàm đang điên cuồng tấn công đại hán áo đen. Loàn đào trong tay của đại hán áo đen liên tục quy động tạo ra một màn đao ảnh ngăn cản công kích của mấy người. Tay kia cầm một chui đoạn kiếm đen thui nhưng không đâm ra lần nào. Liễu Minh khẽ chào mày. Hắn cảm thấy công kích của mấy người này tuy rằng mãnh liệt nhưng lại có vẻ đang cố kỵ điều gì đó. Chẳng lẽ là thanh đoạn kiếm này? Vừa rồi nghe đọc nhãn lòng gọi nó là phù khí thì phải. Ánh mắt của Liễu Minh nhìn chầm chầm vào thanh đoạn kiếm. Bây giờ nguyên lực trong cơ thể của hắn đã hình thành. Khi mà ngưng thần, hai mắt của hắn chợt hiện ra một màn hào quang màu vàng nhạt. Ồ, hắn thấy rõ ràng bên ngoài thanh đoạn kiếm trong tay đại hán áo đen phủ một lớp gai nhọn trong suốt. Chúng đang nhẹ nhàng cử động, còn trên người đại hán áo đen lại hiện ra một màn hào quang mờ ảo dường như đang liên kết với lớp gai nhọn quanh thân đoạn kiếm. Cái này là luyện khí sĩ sao? Trên hung đảo này hắn đã nghe qua không ít những chuyện về luyện khí sĩ. Lúc này trong mắt của hắn hiện ra một tia sáng lạnh. Hắn khẽ động thân hình nhẹ nhàng lướt tới. Những kẻ có mắt đều thấy được đại hán áo đen này đã như nỏ mạnh hết đà thực sự không chống đỡ nổi bao nhiêu nữa. Ánh mắt của thượng bang chủ lóe lên, thừa dịp đại hán áo đen không tập trung, liền dung trường thương lên, như một tia sét đâm thẳng vào ngực của đại hán áo đen. Trong mắt đại hán áo đen chợt hiện lên một tia sáng lạnh. Y không thèm để ý đến trường thương nơi ngực mà dung thanh loan đao trong tay lên, quá thành một đạo đao mang trắng như tuyết bổ xuống đầu của thượng bang chủ định liều mạng với gã. Thượng bang chủ biến sắc, thương ảnh nơi tay chợt chuyển đỡ lấy dùng đầu của mình bành một tiếng một cổ mang lực đập tới làm cho thân thể của thượng ban chủ chấn động buộc phải lui về sau một bước lúc này gương mặt của đại hán áo đen đã đỏ rực lên thành loan đào trong tay của y bay ngược về y khẽ động thân thể dùng một tư thế vô cùng xảo diệu bước lệch đi một bước tiếp đó chạm nhẹ vào thanh loan đao Thanh loan Đao nương theo lực của y lập tức xoáy một vòng rồi bay tiếp ra phía trước. Hai bàn chúng hạt pha đường bàn chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo đao khí mạnh mẽ lao tới làm cho làn đao của họ cũng cảm thấy bỗng rác như bị rạch đứt. Làm cho hai người cảm thấy cực kỳ hoảng sợ vội vàng nhảy ra. Đại hãng áo đen một chiêu bước lui ba người thế nhưng chân cũng lảo đảo mấy bước mới đứng vững được. Thấy cảnh này ánh mắt của lão giả họ dần sáng lên lão bước mau lên trước dùng búa đập mạnh xuống vùng eo của đại hán áo đen sắc mặt của gã lạnh cứng lại loan đao trong tay chém mạnh tới đầu của lão giả họ dân thế nhưng thân là một ban chủ thân kinh bách giếng đối mặt với loại công kích đồng quy du tận này lão cũng chẳng chút bối rối tay trái tiếp tục công kích tay phải giơ búa trong tay lên đại hán áo đen hư lạnh một tiếng thân thể khẽ động lùi một bước đồng thời thu lại đau ảnh vừa tung ra. Lão giả hồi dân lại dung mạnh hai tay. Hai thanh búa chuyển hướng, tay trái bổ về ngực của đại hán, còn tay phải lại ép xuống loan đao trong tay của y. Một tiếng khen vang lên, loan đao trong tay của đại hán áo đen bị đánh bay ra ngoài, đồng thời tinh quang trong mắt của y đại thịnh, tay trái cầm đoạn kiếm chĩa vào lão giả hồi dân. Suy một tiếng, một lớp khí mang vô hình bắn ra lão giả hồi dân biến sắc dừng tấn công thu thanh búa lại bắt chéo trước ngực một tiếng kèn vang lên lão giả hội dân chợt cảm thấy như da phải một quả chùy cổ tay chấn động sắc mặt của lão đỏ bừng lên lão đảo lùi về sau mấy bước đại hán áo đen tung ra một kiêu này khóe miệng khẽ động học ra một ngụm máu tươi sắc mặt cũng tái hơn mấy phần Nhìn qua thì ngươi cũng chỉ là luyện khí sĩ sơ dai mà thôi, có thể sử dụng phù khí liên tục dài chục lần, đã vượt quá dự liệu của chúng ta rồi. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi lúc này, xem ra cũng chẳng chịu được bao nhiêu nữa đâu. Nếu giờ ta chịu trói, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Thượng ban chủ đứng cách đại hang áo đen mấy trượng, cười lạnh nói, Những kẻ phàm phu tục tử các ngươi cũng xứng để cho ta đầu hàng ư. Gương mặt của đại hán áo đen lộ nét sầu thảm Thế nhưng vẫn khinh miệt nói Vậy thì ngươi hãy chết đi Thượng bang chủ khoát tay Trong tay của y không biết từ lúc nào Đã cầm theo một cái thần cơ nỏ Có lẽ đã lấy từ chỗ đám giáp sĩ tử nạn Dân lão Chúng ta ước định đi Ai đánh chết cái này Thì phù khí trên tay của y sẽ thuộc về người đó Thượng mổ mạng phép ra tay trước vậy Thượng băng chủ cười với lão gia họ dân một cái, tài bóp mạnh vào cơ quan của thần cơ nỏ. Dục, hơn 10 mũi tên thép bắn ra. Đồng tử của đại hán áo đen co lại, đảo tài dơ đoạn kiếm trắng trước người, chỉ thấy thân kiếm bắn ra một màn sáng nhạt, che phủ toàn bộ người y. Những mũi tên thép bắn vào màn sáng như bắn vào lớp giải mềm rơi len kèn xuống. Vẫn còn đủ nguyên lực để mà thi triển nguyên bích, xem ra ngươi không phải là luyện sĩ khí sơ cấp mà là trung cấp rồi thấy cảnh này thượng băng chủ lập tức biến sắc sau khi đại hán áo đen ngăn được màn mưa tên thì thở sâu một hơi trong mắt lộ ra nét kiên quyết thân thể khẽ động xoay người lao như điên về hướng thuyền ô mọc thượng băng chủ thấy vậy thì giật mình lập tức phản ứng định đuổi theo đúng lúc này đằng sau một đống loạn thạch đột nhiên bắn ra một đạo đao mang sáng như là tuyết cắm chặt xuống đất đâm thủng bắp chân của đại hán áo đen làm cho y lập tức chững lại kêu lên một tiếng rồi nửa quỳ xuống đất một thân ảnh thấp bé nhảy ra phóng nhanh tới trước người của đại hán áo đen lúc này y mới nhìn rõ kẻ vừa ám toán mình là một thiếu niên chừng mười hai mười ba tuổi y cố nén đau nhất ở nơi chân hung quang trong mắt đại thịnh gắng sức dồn số nguyên lực cuối cùng vào đoạn kiếm trong tay trong chốc lát một đạo kiếm quang vô hình hiện ra đâm thẳng xuống ngực của liễu minh trong mắt liễu minh hiện lên một tia sáng trắng hắn hít sâu một hơi hào quang quanh người sáng lên bắp chân thô hơn một vòng ngoài da hiện lên mấy sợi gân xanh tiếp đó hắn dẫm mạnh xuống đất cả người quá thành một bóng xám nghiêng người tránh công kích của đối thủ chỉ thấy một màn quyết quang hiện ra ngực của liễu minh bị kiếm mang cắt qua để lại một vết máu nhàn nhạt Tiếp đó Liễu Minh nhíu mày Dung tay áo lên Một bóng trắng hiện ra Chui vào cổ họng của đại hán áo đen Tiếp đó nơi sau cổ của y Chợt hiện ra một đoạn mũi đao nhọn Chui đao còn gắn với một sợi tơ mờ Đầu kia nối với cổ tay phải của Liễu Minh Trên gương mặt của đại hán áo đen Hiện ra nét không thể tin nổi Thân thể mềm hoặc đi Ngã xuống đất Không có khả năng Tại sao ngươi nhìn thấy được chứ? hai tay đại hán áo đen ôm lấy cổ họng miệng phát ra mấy tiếng rên rỉ đứt quãng phù khí trên tay y là vô ảnh kiếm có thể phát ra một lớp khí mang đặc biệt ngoại trừ nguyên lực luyện khí sĩ người bình thường không thể thấy được liễu minh lạnh lùng nhìn đại hán áo đen tay rung lên bạch quang lóe lên một cái cốt đao từ cổ của đại hán áo đen bắn ngược lại thân thể đại hang âu Đen rung rẩy một lúc dưới đất một hồi, sau đó hai mắt trợn trừng không còn cử động nữa. Tất cả chuyện vừa rồi xảy ra cực kỳ nhanh chóng, làm đám người thượng ban chủ và lão giả họ dân chỉ kịp lắp bắp kinh hãi. "Là ngươi?" Tinh quang trong mắt của thượng ban chủ lóe lên, nhìn kỹ càng từ trên xuống dưới như mới nhìn thấy Liễu Minh lần đầu vậy. Chương 28 Hùng Đạo Thiên Lão gia họ dân Gương mặt vẫn còn chút đỏ ẩn Ánh mắt như đào Lạnh lùng nhìn Liễu Minh Hai vị băng chủ Dựa theo ước định mà hai người vừa nói Thì thứ này sẽ thuộc về ta Có phải không ạ à? Liễu Minh thản nhiên đối mặt với ánh mắt hai người Cúi xuống nhặt thanh đoạn kiếm Của đại hán áo đen lạnh nhạt nói nếu như Liễu huynh đệ đánh chết người này Vậy thì đương nhiên có thể lấy toàn bộ những vật trên người y Ánh mắt thượng Ban chủ hiện chút tinh quang Chợt khẽ cười nói Đa tạ Ban chủ Liễu Minh vuốt nhẹ thân kiếm một lát Rồi mới cẩn thận cất vào túi bên hông Thượng bang chủ liếc Liễu Minh một cái Rồi quay người chạy sang các chiến đoàn khác Lão già họ dân và hai ban chúng hạt pha đường ban cũng lạnh lùng nhìn hắn vài lần rồi mới đi ra. Khi thấy mấy người đi xa, Liễu Minh mới thở dốc một hơi, sắc mặt tái nhợt đi. Một kích đánh chết đại hãng áo đen vừa rồi, hắn đã vận dụng bí thuật kích phát tiềm năng. Lúc này chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức. Có lẽ sự cắn trả đã bắt đầu diễn ra. Cũng may trong cơ thể của hắn đã hình thành nguyên lực. Bây giờ một dòng khí xanh biếc đang chậm chậm chảy xuôi trong các kinh mạch hắn, làm giảm bớt sự đau đớn do cắn trả tạo nên chậm rãi hít thở dài cái sắc mặt của hắn mới hồng hào lên một chút tiếp đó hắn khẽ động thân mình chạy về hướng một nhóm người khác đại Hàng âu đen vừa chết những giáp sĩ còn lại đã không còn chút ý chí chiến đấu nào cả dưới sự công kích của đông đảo tù phạm hung đảo lần lượt từng người từng người ngã xuống thượng băng chủ rút đoạn thương ra khỏi ngực tên giáp sĩ lúc này trên bờ biển đã không còn mấy người còn sống nữa chém giết liên tục như vậy Tới tù phạm hung đảo Cũng chỉ còn lại 6-70 người mà thôi Thắng rồi Chúng ta đã đoạt được thuyền ô mọc Trên mặt của một tên tù phạm ngẩn ngơ một chút Rồi lập tức lộ ra nét vui sướng Niềm hân hoan mau chóng Lan ra khắp những tên tù phạm khác Đám tù phạm sống sót Hoàng hồ gian cả bãi biển Thượng băng chủ Lão giả hội dân và độc nhãn long Cũng nhìn nhau trong mắt lộ nét hưng phấn có thuyền ô mộc tức là bọn họ đã có thể trở về thế giới bên ngoài không cần cả ngày lo lắng hải hùng trên hung đảo này nữa cũng không cần sống trong chém giết nữa trong mắt liệu minh cũng hiện nét vui mừng thế nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế hít một hơi thật sâu mắt nhìn hai chiếc thuyền ô mộc đang neo gần đó sắc mặt chợt biến đổi không tốt trên thuyền có người chẳng biết từ lúc nào trên thuyền u mộc bỗng bốc lên từng đợt khói xanh và ánh lửa mờ mờ đang nhen nhúm có người đốt thuyền đấy sắc mặt của liễu minh đại biến thân hình khẽ động lao như bay tới một chiếc thuyền tiếng quang hồ im bặt lại đám tù phạm cũng thấy ánh lửa trong thuyền sắc mặt ai nấy tái mét đi nhanh nhanh lão giả dạ hồi dân gấp giọng thúc giục trên mặt tràn đầy lo lắng đám tù phạm cũng vô cùng sợ hãi chạy thục mạng về phía hai chiếc thuyền ô mộc thân ảnh của Liễu Minh như một làn khói xanh, chỉ nhấp nhô mấy cái đã nhảy lên một chiếc thuyền gần đó, chỉ thấy tình cảnh nơi đó hắn giật mình. Lúc này trong khoang thuyền tràn ngập khói mù, một nam tử áo xám tay cầm thùng gỗ đang liên tục đổ một loại chất lỏng màu đen vào trong khoang thuyền. Ngọn lửa bén vào chất lỏng màu đen, màu chóng lan ra, đã bắt đầu cháy tới cột bườm. Dừng tay! Liễu Minh giận dữ, cực nhanh giọt tới trước người nam tử áo xám. Nam tử áo xám ngẩng đầu nhìn Liễu Minh Nhưng không thèm thay đổi Vẫn tiếp tục đổ dòng chất lỏng màu đen xuống sàn thuyền Liễu Minh trong lòng rùng mình Dung tay lên đoạn kiếm trong tay nhanh như chớp Chém tới Nam tử áo xám linh hoạt Dơ thùng gỗ ngăn trước người Đoạn kiếm phập một tiếng Đã đâm phải thùng gỗ Thấy vậy nam tử áo xám mặt không chút biểu tình Tài dung thùng gỗ Một đám chất lỏng đen thui liền bắn vào người của Liễu Minh một mùi gây mũi truyền tới dầu quả nhận ra dòng chất lỏng này liễu minh giật mình hoảng sợ bây giờ xung quanh hắn đã ngập trong biển lửa nếu như hắn lại bị dội dầu quả kết cục chỉ có con đường chết hắn cúi người lăn sang một bên tay phải rung lên cốt đao đã quá thành một bóng trắng bắn dèo ra đâm thẳng qua bàn tay của nam tử áo xám đối phương dường như không ngờ động tác của liễu minh lại linh hoạt đến vậy thùng gỗ trong tay lập tức rơi xuống khoang thuyền. Liễu Minh nhảy lên, tay phải cầm đoạn kiếm của đại hán áo đen đâm về hướng cổ họng của nam tử áo xám. Bây giờ thuyền ô mộc đang bốc cháy, không còn thời gian cho hắn giao đấu với nam tử kia nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ vậy, Liễu Minh lập tức dùng kiếm pháp mà hắn khổ luyện lâu nay đâm qua yết hầu của đối phương tay phải quy động đoạn kiếm, đồng thời nguyên khí trong cơ thể của hắn cũng không tự chủ mà chuyển động liên tục. Một dòng nhiệt lưu lập tức theo cánh tay của hắn đổ vào trong đoạn kiếm. Trên đoạn kiếm chợt hiện ra mấy đường dân đỏ như máu, hàng quang lóe lên, một đạo khí mang vô hình lập tức bắn ra. Cổ họng nam tử áo xám liền hiện ra một vết rách, hai mắt y lồi ra rồi cả người ngã xuống đất. Chỉ kịp dùng dậy mấy cái đã không còn chút sinh cơ nào. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Phù khí? Tại sao? Liễu Minh cực kỳ kinh ngạc nhìn thi thể nam tử áo xám rồi lại liếc sang đoạn kiếm trong tay. Chẳng lẽ nhiệt khí trong cơ thể của ta đã kích phát lực lượng của phù khí này sao? Nghi vấn này chỉ thoáng qua đã bị hắn ném ra sau đầu, cổ tay rung lên, cốt đào đã bay về tay một khắc sau hắn tranh thủ thời gian cởi quần áo ngâm nước biển dốc sức liều mạng dập lửa trong khoang thuyền nhanh cứu hỏa lúc này đám tù phạm đã leo lên thuyền ô mọc thấy tình cảnh trước mắt liền cởi quần áo thấm nước dập lửa số còn lại thì mau chóng tìm thùng gỗ cố gắng cứu hỏa cũng may mà thế lửa trên thuyền cũng không lan ra xung quanh lại tràn đầy nước biển cho nên lửa rất nhanh đã được dập tắt thuyền không bị tổn hại nhiều có điều cột bườm đã bị đốt trụi mà thôi. Nhưng chiếc thuyền còn lại lại không may mắn như thế, lửa bén lên thân thuyền làm cho đám tù phạm không cách nào lên cứu quả được. Chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 60 người, có một chiếc thuyền là đủ rồi. Lão giả họ dân và đám người thượng bác chủ lập tức leo lên thuyền, thấy thân tàu không có chuyện gì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều thầm hô may mắn nếu như chiếc thuyền này bị thiêu quỷ, bọn họ thật sự là chết không nhắm mắt rồi. Lão già họ dân đi tới cạnh thi thể của nam tử áo xám, kiểm tra thân hình y một chút rồi cao mày lại. Liễu Minh hơi trầm ngâm, kể lại chuyện đánh chết người này ra sao. Đương nhiên, hắn không kể chuyện xảy ra với vũ khí. Người này có lẽ là tử sĩ nước đại quyền, được hình bộ bồi dưỡng, theo tàu dẫn lương tới nơi này, khi thấy chúng ta đoạt thuyền ô mộc thì lập tức ra tay thiêu thuyền. Lão giả hội dân tìm thấy một hình xăm màu đen trên cánh tay y, thở dài một hơi nói. Liệu Minh nghe vậy gật đầu nhưng mà trong nội tâm lại thầm giật mình. Tuy rằng có chút sự cố nhưng mà cuối cùng bọn họ vẫn lấy được một chiếc thuyền ô mộc. Tuy rằng bơm đã bị đốt cháy thế nhưng vẫn có thể sử dụng được. Đối với đám tù phạm hung đảo trải qua muôn vàng đau khổ Thì chuyện nhỏ này thật sự là chẳng coi vào đâu cả Có điều trận quả Hoạn vừa rồi Đã thiêu hơn nửa lượng lương thực trên thuyền Chỉ còn lại một ít mà thôi Bây giờ hãy đi lấy nước trong đến đây Lấy nhiều một chút Đọc nhãn lòng ra lệnh Bờ biển này cách hạ phá đường ban gần nhất Thế nên y liền tự mình đưa 10 tên tù phạm xuống thuyền Tới nơi đóng quần lấy nước trong còn về lương khô thì lúc trước đám giáp sĩ đã chuyển không ít xuống phía bên dưới cho nên không bị thiêu chút nào. Lúc này đám tù phạm đang sửa sang lại chiếc thuyền đồng thời tới rừng cây bên cạnh chặt xuống một ít làm mái chèo. Trên thuyền chỉ có 8 mái chèo quả thật là không đủ. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Thượng Ban Chủ đứng trên đầu thuyền nhìn ra mặt biển. Lão giả họ dân cảm khái không thôi Đang muốn nói chuyện Đột nhiên toàn bộ hung đảo chợt chấn động Mặt đất vỡ ra Nước biển sôi trào Cuộn lên từng cơn sóng lớn Thế nào? Thế nào rồi? Mọi người trên thuyền cố gắng ôm lấy những thứ xung quanh, thuyền ô mọc cũng theo cơn giận dữ của biển lắc lư liên tục. Mấy tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền tới, đám người độc nhãn long về đảo lấy nước và một số tù phạm dưới thuyền ô mộc đều liều mạng chạy về hướng thuyền thế nhưng dưới cơn giận dữ của trời đất con người trở nên vô cùng nhỏ bé chỉ trong chốc lát đã bị mặt đất chôn vùi trong mắt của độc nhãn long tràn ngập nét không cam lòng mặt đất dưới chân của y đột nhiên rạn nứt cả người y bị chôn sống vào bên trong hung đảo sắp chìm mọi người mau thả thuyền đi thượng băng chủ tóm lấy dây mỏ neo cố sức kéo lên thế nhưng mỏ neo thuyền cũng bị mắc vào một khe nứt khóa sắt như một bàn tay khổng lồ nếu chặt lấy thuyền ô mọc muốn kéo theo tất cả mọi người xuống địa ngục liệu mình cũng ôm chặt lấy cột bườm trong đôi mắt nhìn hướng về hung đảo hiện lên nét sợ hãi lúc này cây cối trên đảo liên tiếp đổ xuống khắp nơi hiện ra vô số vết nứt mặt đất vỡ ra từng mảnh, những âm thanh của sự quỷ diệt bao trùm toàn bộ hòn đảo. Trên đảo, vô số giả thú, yêu thú, phi cầm gầm lên thảm thiết, cố sức chạy trốn. Thỉnh thoảng lại có con bị những cây cổ thụ đè phải, lập tức biến thành thịt nát. Lại bị đám thú đằng sau chạy tới dẫm đạp lên, những mảnh thịt xé nát, xen lẫn chút tơ máu và đất cát bị cuốn đi khắp nơi bầu trời mau chóng bị bao phủ bởi mây đen lát sau đã trút xuống một màn quyết vũ tạo ra một cảnh tượng đáng sợ như tận thế lúc này nếu còn ở trên đảo thì chỉ có con đường chết thôi chỉ có tranh thủ thời gian rời xa hung đảo này mới có con đường sống sót tránh ra lôi mảnh cầm một cái rìu to gạt thượng ban chủ ra Khen một tiếng đã chém vào khóa sắt chỉ thấy tia lửa bắn ra bốn phía chiếc khóa to như cánh tay đã bị chặt đứt tốt mau chèo thuyền rời khỏi nơi này đi thượng ban chủ ôm một mái chèo gầm lên đám tù phạm thấy vậy cũng cố gắng ổn định thân thể tóm lấy mái chèo gần mình nhất rồi liều mạng chèo thuyền lúc này trên mặt biển đã hiện ra vô số cột nước cũng may mà thuyền ô mọc đã đi được một quãng cho nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều trên mặt biển chợt hiện ra một dòi rồng cực lớn phát ra âm thanh như giả thú gầm rú làm cho người nghe run sợ. Đừng có bị chúng làm ảnh hưởng, chèo nhanh lên. Lão giả họ dân tuy rằng tuổi già nhưng cũng chen vào đám người bắt đầu chèo thuyền. Cuối cùng, dưới sự hợp lực của mọi người, thuyền ô mộc đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, từ từ rời khỏi hung đảo. Tuy rằng nước biển xung quanh vẫn đang cuồng bạo, thế nhưng thân thuyền đã từ từ bình ổn lại. Bây giờ còn chưa an toàn Tiếp tục chèo đi Lão giả hội dân tiếp tục thúc giục Dưới sự hợp lực của mọi người Thuyền ô mọc cho dù không có bùm Nhưng mà vẫn mau chóng rời khỏi hải vực hung đảo Nhìn hung đảo kìa Một tên tù phạm chỉ về hướng hung đảo Ánh mắt lộ nét sợ hãi Mọi người ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy lúc này trên mặt đất hung đảo Đã hiện ra hơn 10 khe hở Mặt đất không những không sụp xuống mà còn giống như bị một cự nhân xé ra làm máy mảnh mấy ngọn núi cao cũng như là bị ai đó bẻ đôi nước biển tràn vào cột nước trong lòng khe hở dâng lên đẩy mấy ngọn núi đổ lên rồi lại rơi xuống biển bắn ra vô số bọt nước